Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, xin gửi đến quý khán thính giả và các bạn câu chuyện với tựa đề: Một người có tiền đồ hay không? Nhìn vào điểm này là biết rõ. Tiền đồ, sự nghiệp và hoàn cảnh tương lai của một người là có thể nhìn ra được. Vậy làm thế nào để xem xét tiền đồ tương lai của một người đây? Điều mấu chốt để xem tiền đồ của một người chính là xem xét người đó có hay không đại khí. Đại khí mới chính là điểm trọng yếu quyết định tiền đồ của một người. Đại khí là gì? Đại khí chính là một dạng khí độ, hơn nữa còn được xem như một loại khí phách. Chỉ người có khí phách mới có thể làm nên nghiệp lớn. Một người bất kể có địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận hiển hách hay bình thường, có sự thu hút hay không đều phải xem người đó có phần đại khí này hay không. Đại khí chính là phong thái, thái độ, khí chất, khí phách của một người được biểu hiện qua hành động, xử sự trong cuộc sống hàng ngày, là tổng hợp các tố chất vốn có của một người toát ra bên ngoài như một sức mạnh vô hình bao bọc xung quanh người đó. Đại khí cũng như biển kia rộng lớn, có thể chứa đựng được trăm sông đổ về, chứa đựng được khí thế của nhật nguyệt. Đó cũng là biểu hiện của sự ung dung mà hào phóng, lòng dạ rộng lượng, tự nhiên như trời đất. Cũng chính là một cốt cách, phong thái thành thục mà mộc mạc, trầm tĩnh nhưng hài hòa. Người đại khí tâm thái phóng khoáng. Người đại khí đối với mọi sự cần có tâm phóng khoáng, không chìm đắm mơ hồ trong các loại tình cảm, cũng không có rối rắm tính toán được mất. Con người sống trong đời gặp rất nhiều sự tình, cơ hồ nhắm mắt mở mắt cũng đều sẽ gặp sự tình, phúc họa khó lường. Mọi việc đều có thể tùy thời mà phát sinh. Nhưng bất luận sự việc phát sinh lớn hay nhỏ đến đâu, mặc kệ là tốt hay xấu, cũng không cần quá để ý. Chuyện lớn cũng xem như chuyện nhỏ mà thôi. Cũng chớ vừa thấy đến việc tốt liền vui mừng hớn hở, nhảy nhót hưng phấn vô cùng. Gặp việc xấu lại mặt ủ mày chau, rối loạn hoang mang, vò đầu bứt tai. Gặp chuyện không dám gánh vác thì làm sao có thể có được đại khí. Là người có đại khí, đối mình đối người đều cần rộng lượng, không cần thiết phải bụng dạ hẹp hòi. Là người sống trong xã hội sẽ có lúc gặp chịu thiệt, chịu uất ức, cũng có nhiều lúc nghĩ không thông. Tất cả cũng là chuyện thường gặp. Ví như có đồng nghiệp nói năng lỗ mãng, khinh thường, chịu bất công trong công ty, trước mặt người khác bị cấp trên mắng chửi. Tất cả những việc này đều cần phải lấy tâm thái an nhiên, chẳng màng để ý, rộng lượng mà đối đãi, đường hoàng mà xử sự. Nếu cả ngày tâm cứ quan tâm việc này đến ý việc nọ, lúc nào cũng tính toán được mất, so đo hơn thua cho bản thân mình, lòng dạ hẹp hòi như thế thì làm sao có thể có được đại khí. Người đại khí luôn quang minh chính đại. Làm người đại khí, trước tiên phải ngay thẳng đứng đắn, làm việc phải minh bạch rõ ràng. Người xưa có câu: ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không ngượng với người. Sống ở đời, làm người, làm việc nhất định phải ngay thẳng rõ ràng, không ngấm ngầm chơi xấu người khác sau lưng. Mà quang minh chính đại còn là có can đảm đối mặt với sai lầm của mình. Việc che giấu sai phạm của mình là một sai lầm của đại đa số mọi người. Sai lầm là không cần che giấu, mà nên tích cực sửa chữa. Bởi vì thánh nhân từng có dạy rằng: quân tử phạm sai lầm cũng tự như nhật thực, nguyệt thực vậy. Mọi người đều nhìn thấy được, nếu dám sửa sai, mọi người đều thêm kính trọng họ. Quân tử làm việc ngay thẳng rõ ràng, xử sự chính trực, có phạm sai lầm cũng là không cố ý. Việc làm rõ như ban ngày ai ai cũng đều thấy được, chứ không như một số người cứ ngấm ngầm vụng trộm làm việc xấu, khiến mọi người khó có thể phát hiện. Người đại khí, sáng mà không chói, uy nghiêm mà không quá mãnh liệt, sáng mà không chói, đây mới thực sự là người chính chắn, là một nhân cách tốt đẹp. Người đại khí vừa là trang nghiêm vừa nhã nhặn, cho nên mới nói uy nghiêm mà không hung dữ mạnh mẽ, là tự bản thân họ có sự khác biệt và tự động tỏa sáng.
nhưng tuyệt đối không vì mình hơn người ta mà lấn át người khác, khiến cho người ta cảm thấy được sáng mà lại không chói, không thấy lòng khó chịu. Để làm được như vậy, thì nhất định phải thông khử cái tính kiêu căng, tự mãn ra khỏi bản thân. Họ luôn tôn trọng người khác, kể cả những quyền lợi nhỏ nhặt không đáng kể của những con người bình thường. Có đức khiêm tốn của người quân tử, khiêm nhường để tu dưỡng phẩm hạnh. Người càng thành công thì càng khiêm tốn. Người đại khí, ung dung nhưng quyết đoán. Người đại khí có tâm thái thản nhiên là sáng suốt. Họ hiểu được đạo lý, nắm được thì buông bỏ được, biết được tiến, lùi thỏa đáng, ổn trọng mà bình thản, kiên cường không chịu lùi bước. Cho dù núi lớn có sụp đổ cũng chẳng hoang mang, bình thản ung dung, xử sự trầm ổn lại có quyết đoán, lão luyện mà lại thận trọng, thẳng không kiêu ngạo, thua không mất ý chí. Bình thản cũng như một loại vũ khí, hành động thoải mái, thản nhiên, rảnh ngắm hoa rơi trước thềm, nhàn tựa cửa phe phải quạt lông, cũng như một loại nguyên tắc, biểu hiện không vội không rối khi gặp người gặp việc, không lạnh không nóng, thân thiết mà có mức độ, thuận theo mà có chừng mực. Người xưa có câu: một khi cất bước ra đi, kiên định không quay đầu. Người đại căn khí không hề do dự, dựa dẫm, bất kể là việc gì cũng tự mình suy xét cẩn thận, rồi sau đó liền quyết đoán mà thực hiện. Một người đại khí nhất định là người chu đáo, ung dung, quả quyết, có tinh thần thực sự kiên định, mạnh mẽ. Người có phẩm chất như vậy mới là người làm nên nghiệp lớn.